chưa. Đây, quay ngay mẹ làm móng chân. Mẹ mình đang làm móng chân nha bà. Mẹ đang xác thịt làm móng chân. Mẹ mình đang xác thịt làm móng chân. Con ăn tôm nữa rồi. Sắp gọi nè. Kè lại học kè đang làm mới mốt làm mi kìa. Quậy. Lại phá chứ học cái gì. Vô, vô phẩm cho bà bỏ vô này cho bà. Rồi rồi rồi, bà ăn ăn không vô. Chị bữa nay. Cái này nhào đường nha. Nè, cái này nhào đường nha bà. Cái này nhào đường ngon lắm nha bà. Sập kia nó bằng mắm chân ha. Đó, các ăn. Bạn thấy mẹ mình làm không? Nó hờ nó cần làm mỏi không nha bạn? Anh ai kia mua thịt kia làm ngon, anh ai mua thịt nạc không? Rồi kêu lấy bà gọi, sao bà lấy thịt đó không biết? Cái bà gọi thì lấy bà gọi nè, để kêu lấy thịt đấy á. Thịt ba loại. Nóng. Nóng luôn à. Nóng ngon. Nóng chân mắm, kho mắm rất là ngon. Ba loại thì chân không ngon. Đây là cái mỏi. Kia nó có mỡ, mỡ cứng ăn giòn giòn. Bầu chút chút không chút nữa anh hai kia chút chút rồi bầu anh hai. Chút mẹ mời là người kia, chút mời kia chút chút nha bạn. Cố làm giả trong tí chút 20 cây. Cho anh làm chút chọn 2 quầy nha. 10 cây nữa ký á. Mẹ chút con làm chút chút nha mẹ. Chị không để chân hết hay ta? Nãy nhiều lắm ta, hột vịt, chừa mắm vô. Miếng được rồi. Chừa đấy. Chừa miếng nấu được nồi canh đó. Nhiều lắm. Vô đầm đầm nè. Mẹ cho con chia sức sức nha mẹ. Chừng lên đầu quẹt với trái cà này ha. Cà với dưa leo. Cà với dưa leo là được. Cà thì không chân mùa ăn với cà nè. Ăn không biết no. Ăn cơm ham. Không chân ăn cơm ham. Bấm cá linh nha các bạn. Cá linh nha các bạn. Cá linh chung với thịt. Thơm mắm quá. Rồi. Làm mắm mà không hôi mắm. Có lộn hả? Đánh mũi chứ đánh lộn đâu à. Về đánh mũi chứ không đánh lộn à. Canh chua, canh súng. Bấm cá linh các bạn. Ngon lắm. Thì xui cho. Thôi như món được rồi. Tiện luôn. Bữa cho bà Tám miếng cá nó quá ngon. Bữa đó bà mua nhiêu đây? 20 ngàn. Dữ. Có mấy con mắm 20 ngàn. Mày thì làm nhà mà thính nhà ngon. Giấu ở đâu đó. Giấu kỹ.
tủ lạnh nó cũng cứng ngắt à. Ngoài nó mềm hơn. Mình đang rửa tủ lạnh nha bà. Được không các bạn? Nè, hộp được phẩm nha bà. Cà na không kìa? Lột cái giá hộp hộp ra sẵn cho vậy. Ta ăn nhiêu ta lột nhiêu. Có bầu này là mẹ nó thèm thèm chứ đâu phải mẹ nó thèm, nó thèm. Nít có bầu là nhỏ trong thèm á chứ không phải mẹ thèm đâu. Nó thích ăn gì lắm đó đó. Sao bạn trai cũng hồi nãy chạy ngang con đâu thấy đâu đậu phộng, mà quá thấy đậu phộng mắc quầy lại mua đó. Chạy ra thấy rồi. Nó hơi gì mua con chạy ngang quá không. Có hành không? Tiêu vô. Ăn hành không em? Ăn hành không? Ăn hành bỏ hành, không ăn thì không bỏ. Mắm. Mắm á, bỏ vô mắm á. Cắt gốc hành để vô các bạn. Nhắm giùm đi các bạn.
Chưa ăn ngon. Mắm, thịt heo, hột vịt, tỏi phi, hành, trộn lên. Đường, bột ngọt. Còn xong rồi mình trộn lên cho đều. Để cho ngoài mình chưng. Thịt heo này ha. Mắm nè. Chèm hấp dẫn ha. Trộn cho đều vô. Hấp dẫn, hấp dẫn. Chân xong với cà này quẹt quẹt vô ha. Nát một cơm. Trứng luôn hả? Hai trứng vịt. Để vô. Hai gram mắm. Mắm cho nó đều ra. Hai gram thịt heo. Hai hộp vịt. Đường, tỏi. Gia vị đường, tỏi phi. Đường, tỏi, bột ngọt. Hành. Tiêu. Cuốn cho đều lên. Ai ăn ngọt thì để đường nhiều một chút. Ai ăn mặn thì để đường ít một chút. Ai ăn cay thì dục tiêu vô nhiều một chút. Tôm nữa hả? Biết không quá các bạn. Tiêu ăn thấy ngon. Mình có cái màu lên chung ha. Nó cơm chua, cơm, mắm chừng. Ăn mắm là cả nhà không mắm. Bé cái vậy kìa, lấy cái chanh cho mẹ mới. Chanh nha các bạn. Chanh vô để vô mặn vô miếng, để vô nước cái đồng chân mắm nó bị tan cái nồi. Quá trời đồ ăn rồi, một gỗ cá. Tô tôm. Tô mắm chân. Quá trời đồ ăn các bạn. Đây mặn vô cái nồi, miếng chanh vô nó bị tan cái nồi. Bắt nước này vậy đó. Nó chua. Nè, có hành lá vô, thấy xanh xanh lắm.
Hồi nãy không có làm lá chanh tư. Để còn nhúm lửa nướng tôm. Này thứ năm mà ăn như cuối tuần vậy nè. Yeah.
Nữa kêu bà lấy chai dầu lửa đem về luôn, sư có nhóm lửa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.